Mùa táo rụng, lại đến mùa táo rụng. Táo rụng nát rau. Rau thì tốt quá. Rau thì tốt quá, một táo rụng cho vào gốc cây rau. Đấy. Rau tốt quá thế này thì không biết là ăn kiểu gì mà sao mình lại không thích ăn rau. Không thích ăn rau mùng tơi. Cái lá của nó. Ôi giời ơi, cái lá mùng tơi nó to thế này. Cái lá mùng tơi sao nó to thế này? Chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nhìn thấy luôn. Cái lá nào cũng thế cơ. Cây nào cũng thế cơ. Cây nào lá cũng to này. Ôi giời ơi. Ăn ba cái lá này thì no mẹ rồi. Sao nó tốt này nhỉ? Sao nó lại tốt thế này thì tôi ăn làm sao cho kịp. Lá to quá. Lá mùng tơi nó to thế này. Ớt. Ớt nó ở chỗ này nó hơi bị dâm. Nó hơi bị dâm mát nên là táo rụng đầy gốc ớt. Nó hơi bị dâm mát cho nên nó lâu chín quá. Kìa, vừa cứ mỗi hôm tưới lại vặt mấy quả cà chua để ăn sống luôn, không nấu nướng gì đâu. Đây, nó tím như này là sau nó chín đỏ này. Bắt đầu đang chuyển sang màu tím, đang chuyển sang màu tím rồi. Mình chỉ thích ăn rau muống thôi. Rau muống thì nó lại tốt từ từ. Rau mùng tơi nó tốt quá cơ. Mà cái lá nó to đùng. Chịu ạ.